Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi bộ buổi sáng, mình đã vlog và đã upload buổi sáng cho các bạn xem rồi. Nhưng mà đến lúc này mình chở thằng con đi ăn thì mình dự định là chắc không có vlog hôm nay nữa. Nhưng mà trời đẹp quá. Mình bắt buộc phải vừa thâu vừa nói chuyện với các bạn một chút xíu cho các bạn ngắm cảnh. Cái này mình đang chung quanh cái cầu của cái freeway 680 đó. Trên đây con đường này là nó nằm giữa San Jose với lại Milpitas. Milpitas là một cái thành phố cạnh bên San Jose miền Bắc. Thì cái khu mình ở nó nằm sát cái bên núi đó các bạn. Cho nên mình với thằng con vừa đi ăn xong thì mình đi về. Thì mình nhớ lại cái phong cảnh của sát bên vách núi nó rất là đẹp, nhất là mùa này khi mà cỏ nó còn xanh đó. Cho nên mình có ý định là mình mở cái cam lên rồi mình vừa nói chuyện với các bạn cho xem luôn. Con đường mình đang chạy là giống như một cái ranh giới giữa thành phố San Jose với lại Milpitas. Thì cái bên trái bên phải này nó có cái chợ Việt Nam nè đấy. Thì chạy khoảng chừng 1 km nữa là sẽ tới vách núi rồi. Nhà nó sẽ thưa ra và sẽ vắng, xe cộ nó càng vắng thêm. Và cái con đường mà chạy dọc theo núi về nhà mình đó, mình rất là thích. Có lúc mình khỏe đó, mình đi bộ đến đây luôn á. Thì từ nhà mình ra đến đây chắc cũng khoảng 3-4 km lận. Hôm nào khỏe thì mình mới đi bộ nổi. Còn có lúc mình đi không nổi thì mình chỉ đi vòng vòng ở nhà thôi. Ngày xưa mình nhớ con đường này đó, mình chạy lên tới cuối cuối vách núi cái mình chạy có con đường đi lên nữa. Xong rồi quẹo 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 sau nó có một cái công viên rất là đẹp. Để hôm nào trời nắng đẹp rồi mình sẽ lên đó mình quay phong cảnh ở trên đó cho các bạn xem chia sẻ. Đấy, càng đi về vách núi thì xe cộ nó càng vắng đi rồi nhà cửa nó cũng càng thưa ra đó các bạn. Đây, để đến cái ngã tư này là mình phải quẹo phải rồi. Thì bạn nhìn bên cái thẳng lên á là có con đường sẽ đi lên trên cái công viên đó. Hôm nào mình sẽ đi lên. Bây giờ mình phải quẹo phải đang đi vào đi về hướng San Jose về nhà mình. Ở trên con đường này người ta thích đi xe đạp lắm cho nên nhiều khi có lúc mình đi có nguyên một đoàn người ta tập mà cũng như là giật cái giật xe đạp á, cái cũng như team trong cái đội mà họ họ chạy xe cuộc rồi họ chạy vòng vòng, họ thích cái con đường này lắm. Có lúc mình đi mình gặp nguyên đám luôn. Nói các bạn chạy lên đây một khúc nữa thì bên tay trái sẽ không có nhà cửa nữa, thì có một cái đồi núi đó. Bạn nhìn thấy có một cái đốm vàng không? Đó là những cái hoa hoa dại nó nở lên mùa này đó. Thế nhìn không thấy được này, mất rồi. Đây, cái đồi núi này nhìn nó rất là thấy thơ mộng luôn, đẹp. Khi mà nắng lên á thì cỏ nó sẽ cháy hết thì nó nhìn không có còn đẹp nữa, mình thấy nó khô khan. Cái con đường này nó vòng vòng qua vòng lại. Xe thì cũng có nhưng mà không có nhiều bằng ở ngoài, tại vì ở ngoài có rất là nhiều nhà cửa và gần thành phố đó. Còn trong đây là sát vách núi rồi. Cái đồi núi này là như vậy chứ thật ra là đất của tư nhân không à, cho nên mình không có vào được, người ta rào lại, người ta nuôi bò đó. Thì coi như mé bên bên lề đường này là thuộc về city rồi, bên bên tay bên phải này nó thuộc về là country rồi đó, người ta có nuôi nông trại đâu được. Có lúc mình đi trên con đường này đó, có rất nhiều mấy con gà lôi nó bay, nó đi xuống, nó đi băng qua đường này.
nghĩa là nó đứng ngay chỗ cái giữa cái con đường giữa này nè, nó đi tới lui cho mặc dù xe chạy tới cho lui nó vẫn không có sợ, nó có đi đến nó quen rồi đó. Dạ, đây mình chạy hết cái con đường này thì cũng khoảng 2 mile, là khoảng 3 cây số, là mình phải quẹo trái về nhà đó. Ồ, đây mới là limit. Mình nhớ là lúc nãy lộn, cái lúc nãy là không phải là cái limit, cái lúc về đây là bắt đầu mình đang đi tới cái ranh giới này nè, bước qua cái con đường, cái stop sign này là cái thuộc về San Jose đó. Bạn nhìn cái bảng bên tay phải nó đây là San Jose City, là cái này nói ngay cho ranh giới. Lúc nãy là mình về thuộc về thành phố của Omni đó, mình lộn lộn nhiều khi mình cứ lầm giữa cái con đường đó với cái con đường kế bên. Đây là cũng sắp về tới nhà rồi các bạn, nhìn bầu trời nó có mây có vẻ đẹp ha. Còn có lúc cái bầu trời nó xanh lơ luôn, nhìn nó hơi chán, nhưng mà những cái ngày mà có mây đã nhìn thấy đẹp đẹp. Ngày xưa mình ở Việt Nam á, ông anh ông chụp hình gửi về những lời mùa xuân của Cali á. Cái trời rất là khô khan, không có mây mây gì hết, không có mưa gì hết, cho nên nhìn nó xanh lơ thích lắm, tại vì nó lạ. Việt Nam mình thì lúc nào cũng có mây hết, ít khi nào mà Việt Nam mình mà không có thấy mây, tại vì mình sát bên bờ bên biển. Cali cũng sát bên biển nhưng mà có mùa hè nó rất là khô và không khí nó rất là gọi là cái áp lực của nó cao á, cho nên cái gió nó thổi ra biển không, nó không có cái thổi mấy cái hơi gió vào trong khu này. Well, đến đây là về tới nhà rồi đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã đi theo xe theo mình ngắm cảnh nha. Mình chạy cái con đường này mình nhìn ngắm cảnh mình không bao giờ chán hết đó các bạn. Thấy nó rất là thích. Thôi mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.